Cầm hương không những mang đến mùi hương thơm thanh thoát dễ chịu mà còn đem đến nhiều sức khỏe, may mắn và là quà tặng vô giá, nhiều ý nghĩa dành tặng cho gia đình, người thân và bạn bè. Công ty Trầm Hương Nguyễn có mặt tại Hoa Kỳ trong 10 năm qua, chuyên cung cấp sỉ và lẻ trầm thực 100% từ nhang trầm, bột trầm, nụ trầm cho đến những sản phẩm trang sức thanh lịch và giá trị cho cả nam lẫn nữ. Đặc biệt từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 20 tháng 12, chúng tôi có đợt đại hạ giá duy nhất trong năm để tri ân khách hàng, giảm 20% toàn bộ sản phẩm trầm hương trừ kỳ nam và trầm hương chìm nước không giảm. Hãy gọi ngay hôm nay 714-588-9989. Khánh Hoa xin được kính chào tất cả quý vị khán giả của Vietface TV. Và bây giờ chúng tôi xin một lần nữa trở lại với công ty Trầm Hương Nguyễn nhân dịp tri ân khách hàng vào ngày 20 tháng 11 đến ngày 20 tháng 12, 20% tất cả các mặt hàng ở tại công ty Trầm Hương Nguyễn. Và bây giờ là chương trình tri ân khách hàng lần này, và một lần nữa gặp gỡ cô Hương Nguyễn ở tại công ty Trầm Hương Nguyễn. Và bây giờ chúng tôi đang ở một cái tủ mà các bạn thấy có rất nhiều những mặt hàng đẹp và giá trị, cũng như là những mặt hàng rất là phổ biến thông dụng mà chúng ta sử dụng hàng ngày như là nhang trầm, bột trầm. Và bây giờ xin mời Hương Nguyễn hãy giới thiệu cho quý vị khán giả sơ qua những mặt hàng này. Dạ, Hương Nguyễn xin chào tất cả những anh chị em cô chú khách hàng thân thương của công ty Trầm Hương Nguyễn, và cũng như chào anh Khánh Hoàng và chào tất cả những anh chị em khán giả của đài Vietface TV. Và nhân dịp cuối năm thì công ty Trầm Hương Nguyễn năm nào cũng đều có tri ân khách hàng 20% cho tất cả mẫu sản phẩm. Thì hôm nay thì Hương Nguyễn và anh Khánh Hoàng sẽ giới thiệu những cái mẫu sản phẩm có trong ngày hôm nay, và những cái mẫu sản phẩm là để khách hàng sử dụng hàng ngày, cũng giống như là bột trầm hương nè, trong đây là có những cái bột trầm hương và những cái trầm miếng đốt. Dạ, những cái vỏ trầm miếng đốt này thì mình không có tiện hạt được vì là rất là mỏng, là những cái vỏ trầm bên ngoài thì chỉ để dành để xông đốt và xay ra để làm nhang thôi. Dạ, và anh Khánh Hoàng hửi không có mùi đâu, đốt lên mới có mùi. Đúng rồi, các bạn thấy đặc điểm đặc biệt như vậy ha. Dạ, không hề có mùi. Dạ. Nhưng mà khi mà chúng ta có những cái miếng đốt bằng miếng thiết đó quý vị, hay làm than đó. Dạ. Than đó chúng ta bỏ lên thì sẽ thơm mùi nguyên cả phòng luôn. Dạ đúng rồi, và xông trầm này thì nó rất là tốt cho những cái dịp đầu năm mới, giống như là mọi việc cho gia chủ nó sẽ hanh thông hơn, xua đuổi đi những cái gì không may của năm cũ và rước những cái điều tài lộc cho năm mới. Thì mình thử xông những cái trầm miếng đốt này, hoặc là nhang trầm, hoặc là bột trầm, hoặc là nụ trầm ở công ty Trầm Hương Nguyễn. Và bây giờ Khánh Hoàng sẽ cho quý vị coi tận mắt những cây nhang trầm. Đây, quý vị thấy một cây rất là mỏng mà hoàn toàn không có tim bên trong nha quý vị. Cho nên chúng ta đốt cái nào là cháy hết phần đó luôn. Và một cái lõi trầm như vậy là có tất cả là mấy? 20g, khoảng 100 thanh nhang hơn trong đó. 100 thanh nhang, xài hơn 3 tháng. Dạ. Xài hơn 3 tháng trong cái lõi trầm này. Dạ. Và nhang không tim này thì bên công ty Trầm Hương Nguyễn là có tới 4 loại. Dạ, có là tôi 4 loại giá khác nhau, như là 59, 85, 110, loại VAV loại mắc nhất là 135. Mà mỗi một ống như vậy là mình sử dụng trên 3 tháng và mình có thể sử dụng hàng ngày. Vì là nhang trầm bên công ty Trầm Hương Nguyễn cũng giống như là bột trầm và nụ trầm đều organic 100%, không có tạp chất và hóa chất. Và khi mình xông ở nhà, ở tiệm hay là ở văn phòng thì nó sẽ khử những cái mùi ẩm mốc, nó thanh lọc không khí, nó khử những cái mùi ẩm mốc và nó giúp cho những người nào mà bị mất ngủ nhiều á thì sẽ có một cái giấc ngủ tốt hơn, và mọi việc cho gia chủ nó sẽ hanh thông hơn cho những cái dịp mùa lễ Tết cuối năm như thế này. Và thường á, chúng ta thắp nhang đó quý vị thì chúng ta cần phải có lư hương đúng không? Còn đối với nhang trầm á thì bởi vì không có thêm, không có cái cây bên trong cho nên chúng ta nên có một cái này đó. Dạ, chúng ta bỏ vô cái này là mình không bị cháy đúng không? Dạ đúng rồi, cái này là cái miếng chống cháy để mình bỏ cái nhang vào đây để mình xong. Mình đậy lại, mình để cách xa mình 3-4 bước chân để cho cái ngọn trầm nó lên. Trầm nó lên len theo những cái kẽ hở đó quý vị, lên tỏa mùi rất là thơm. Cái hồ lô này nhỏ nhỏ cái hồ lô thương. Là tặng kèm theo ống nhang đó. Tặng kèm luôn nha quý vị, tặng kèm ống nhang là chúng ta cắm thẳng ở đây luôn, là cháy trọn vẹn nguyên cái nhang luôn. Còn chúng ta cắm trong lư hương thì còn dương hút đó. Còn cắm này là sẽ cháy toàn vẹn luôn, chúng ta sẽ tận dụng hết những cái nhang trầm đó. Dạ, và trên những cái tủ này thì Hương Nguyễn muốn giới thiệu đến quý vị là có nhiều những cái mẫu rất là đặc biệt. Chẳng hạn như là cái sợi dây chuyền này, là cái mặt dây chuyền này giống như Hương Nguyễn nói là mỗi một cái thân cây gió bầu nó sẽ tổn thương khác nhau và nó tạo trầm khác nhau, giống như là những cái trầm núi rừng mọc tự nhiên. Thì nó sẽ có những cái phôi trầm mình không thể nào mình làm hoàn thành được nguyên cái vòng vì cái phôi trầm nó rất là nhỏ. Và có nhiều cái đặc biệt là nó sẽ không có bị đụng hàng, có nghĩa là có 102. Thì cái dây chuyền này là anh Khánh Hoàng nhìn thấy đây là cái phôi trầm này là nó làm sao là bên công ty Trầm Nguyễn bọc vàng y chang vậy, có nghĩa là mình chỉ đánh nhám mịn thôi, đánh nhám mịn rồi mình bọc vàng lên thôi chứ không có tạo hình. Cho nên là cái này là không có cái thứ hai giống y chang vậy được.
và dạ. chúng ta thấy cái hình dạng nó cũng giống như cái nanh con dạ, heo, nanh con cọp chứ không, rất là đẹp và rất là lạ, rất lạ, và chắc chắn cũng cái mùi vị cũng sẽ rất là thơm đúng không? Dạ, cái này là loại chầm vip. Wow, hàng vip là hàng dạ. cao cấp. Wow, dạ. rất là thơm quý vị, cái mùi rất là dịu mà rất là bắt, và cái hình thái cũng rất là đẹp và được bọc hình một con rồng quấn theo cái lõi tầm này. Dạ, đó, cái này là loại chầm, này là loại vip, và cái dây chuyền của nữ bên đây cũng vậy luôn. Và đồng thời đó thì bên công ty Trọng Nguyễn có rất nhiều mẫu mã sản phẩm khác nhau, giống như là vòng đeo tay, vòng mắt khúc, bọc vàng, rồi những cái vòng khúc có tỳ hưu, rồi những cái hạt tròn, rồi chuỗi 108, chuỗi 216 hạt, và những cái sợi dây chuyền khúc dài và ngắn, và những cái mặt dây chuyền mẹ quan âm, những cái mặt dây chuyền thánh giá, rất là nhiều mẫu mã khác nhau. Có thể đến tại công ty Trọng Nguyễn để mà mình trải nghiệm, mình biết đâu là trầm hương do con người trồng cấy, đâu là trầm núi rừng mọc tự nhiên, và đâu là những cái hàng trầm trôi nổi ở thị trường bên ngoài, những cái hàng không có giá trị. Cho nên là mình cứ đến ngay tại công ty Trọng Hương Nguyễn là mình không sợ trầm giả nha. Hương Nguyễn sẽ phân tích rõ ràng và cho quý vị trải nghiệm đâu là những cái sản phẩm giá trị thật, và mình không có phải nhất thiết phải mua, khi nào đủ duyên thì mình sở hữu trầm của bên công ty Trầm Hương Nguyễn thôi, chứ mình cứ đến đây để mình trải nghiệm. Vì là mình nghe rất nhiều người nói về trầm mà người này bán giá này, người kia bán giá kia, mình không có am hiểu về nhiều, thì cứ đến ngay tại công ty Trầm Hương Nguyễn nằm bên trong thương xá Phước Lộc Thọ, từ cửa sau mình đi vào, vừa bước vào là cái ngã quẹo đầu tiên bên tay phải, cách hai căn là tới Trầm Hương Nguyễn ngay nha cả nhà mình nha. Rồi, còn bây giờ các bạn thấy là một cái dây chuyền trầm mà được có một cái mặt rất là đẹp. Đúng có không? Cái mặt đá. Như vậy cái mặt hàng này là mặt hàng gì vậy? Dạ, cái này là cũng là loại cao cấp luôn, hàng VIP. Cũng hàng cao cấp VIP luôn. Dạ, nhưng mà những cái trầm mà núi rừng mọc tự nhiên như thế này, giống như anh Khánh Hoàng ngửi thử nó sẽ không có nghe mùi. Là vì khi mình bảo quản trầm á, trầm hương là nó thơm từ trong cái xới, chứ không phải nó thơm từ bên ngoài, nó thơm từ trong cái xới trầm. Cho nên khi mình đeo, nó ma sát vào cổ tay nhiều, bắt đầu nó mới tạo mùi. Và cái hai nữa là khi mà mình không đeo, mình phải bỏ vô cái hũ để bảo quản. Còn như treo, như Hương Nguyễn đang treo nè, là mùi nó sẽ bị mất. Nhưng mà trầm thiệt 100% là nó không bao giờ nó mất mùi luôn. Cái này anh chỉ cần bỏ vô hũ lại trong vòng 3 tuần là nó tạo mùi trở lại, hoặc là 3 đeo. Mình đeo nó cà sát vô cái da của mình, ma sát vào da, vào hoặc là chúng ta tiết ra mồ hôi á, thì mồ hôi nó cũng sẽ kích thích cái trầm, nó tiết ra chất dầu. Đúng rồi. Đúng dạ, chỉ đúng có rồi. Mồ hôi mà tự nhiên của con người thôi. Dạ, mồ hôi tự nhiên của con người thì nó sẽ toát lên cái mùi trầm nhiều hơn. Và nhất là trầm hương mà tỏa mùi nhiều nhất là vào mùa hè, có nghĩa là nó có độ nóng. Nó còn độ nóng thì nó tạo mùi nhiều hơn mùa đông. Thì thường là có đổi mùa hoặc là có mồ hôi thì nó mới kích thích, nó tiết ra chất dầu. Dạ đúng rồi. Rất là giá trị. Như quý vị cũng đồng ý với Khánh Hoàng là trầm hương là một loại gỗ rất là quý, rất là hiếm và rất là thơm. Nhưng mà qua những cái bàn tay điêu khắc của các nghệ nhân của công ty Trầm Hương Nguyễn thì những món trầm đó thêm phần giá trị và thêm phần đẹp, mãn nhãn. Và bây giờ Khánh Hoàng xin một lần nữa giới thiệu tới quý vị những cái mặt hàng trầm rất đẹp và rất là giá trị được trưng bày ở tủ tiếp theo. Đây là cái loại trầm này cũng là cái hàng tầm hàng VIP đó anh, hàng loại VIP. Vì là có nhiều cái loại trầm á, là giống như cái độ dầu của nó là ngã về màu đỏ cũng có, ngã về màu vàng đậm cũng có. Giống như là những cái hàng tóc hương vàng thì nó lại ngã về cái màu vàng. Chứ có nhiều người nói là ồ, cái độ dầu của nó càng đậm màu thì nó càng là giá trị và càng mắc, thì cái đó là nó cũng chỉ là một trong những cái phần đúng thôi. Chứ nó không phải là đúng hết 100%. Vì là có những cái mặt kỳ nam thì nó đâu có ngã về màu đen đâu. Nó ngã về cái dầu của nó ngã về màu vàng, giống như nghệ mật ong, giống như mật ong vậy. Màu vàng giống như màu vàng màu ong vậy đó. Thì đây là cái lỗi trầm này là trầm VIP. Thì cái gam dầu của nó rất là nặng nhưng mà nó ngã về màu vàng. Và đây là những cái lỗi trầm tự nhiên thôi. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn không có điêu khắc, chỉ là bọc thêm vàng, design thêm cho nó đẹp. Cho nên là những cái mặt dây chuyền như thế này bằng trầm hương nó sẽ không có cái thứ hai đụng hàng y chang như vậy. Vì là cái phôi trầm này nó như thế nào là công ty Trầm Hương Nguyễn bọc vàng y chang vậy. Nhìn rất đơn giản nhưng mà không đụng hàng, đúng không? Đúng rồi, còn đây là một cái mặt hàng khác cũng được có một cái mặt dây chuyền rất là đẹp quý vị. Đây là loại trầm VIP. Và bên công ty Trầm Hương Nguyễn design thêm những cái vàng trắng và những cái vàng 18K và những cái mặt đá màu xanh như vậy để nó toát lên cái vẻ sang trọng cho người đeo. Và có nhiều người thì người ta cũng thích những cái màu đá nó phù hợp với lại cái mệnh của mình. Giống như là nếu mà mình đeo trầm hương không có mít vàng, không có mít màu đá thì là mệnh nào mình cũng có thể đeo được. Nhưng mà mỗi cái sản phẩm mà có mít những cái đá màu như thế này á, giống như là màu xanh này là dành cho mệnh mộc và mệnh hỏa, thì người nào mệnh mộc và mệnh hỏa thì người ta mới chọn cái design màu xanh như thế này. Đó, còn cái dây chuyền sát bên đó là
cái phôi chậm nó làm sao. Dạ, cái phôi chậm nó làm sao là bọc y chang vậy luôn, và không có cái thứ hai giống y chang được. Cái hình này Khánh Hoàng nhìn thấy cái hình như là một cái hình tượng gì vậy đó. Ha, khi mà nhìn kỹ lại thì biết là một miếng trầm, quý vị, miếng trầm, nhưng mà nó được tạo thành do thiên nhiên đất trời ra sao mà hoàn toàn là không có sự can thiệp của con người. Dạ đúng rồi. Cái này là nó chỉ là một cái lỗ trầm tự nhiên, và cái mặt dây chuyền này là hàng chìm nước á anh, là hàng dắt lầu, là hàng mắc nhất trong các lỗ trầm, là thả xuống nước nó chìm, là riêng cái mặt thôi nha, còn cái dây là hàng vip thôi, nhưng mà cái mặt này là hàng chìm nước. Và không bao giờ có một cái thứ hai giống y chang vậy. Và mình nhìn là cái phôi chậm của nó làm sao là bên công ty chậm Nguyễn chỉ là đánh nhám mịn xong rồi bọc vàng lại thôi, chứ không có không có điêu khắc. Và cho nên là có người thì nhìn trụ tượng á, thì có người nhìn nói với em là nhìn giống như một bàn tay Phật vậy đó. Và nó không bao giờ có cái thứ hai giống như vậy được. Đúng rồi, cái độc nhất cho là người. Hàng rất là hiếm, rất là quý mà rất giá trị nữa. Đúng không rồi. Đây là cũng là mặt hàng Khánh Hoàng đoán nha, cái này là màu đỏ, là thích hợp cho người mạng hỏa và người mạng mộc, đúng không? Hỏa và thổ. Thổ, hỏa và thổ. À thì vì hỏa sinh thổ. Dạ đúng rồi, người ngũ hành tương sinh là hỏa sinh thổ. Vì là cái đó cũng là trầm núi rừng mộc tự nhiên, và cũng là cái loại hàng VIP luôn. Nhưng mà có cái mặt dây chuyền là màu đỏ thì hợp với lại người mệnh hỏa và mệnh thổ. Vì theo ngũ hành tương sinh là làm mệnh hỏa sinh ra thổ. Hỏa sinh thổ, nó sẽ tương sinh, nó sẽ gọi là, nhiều người hỏi ông Nguyễn là tương sinh là như thế nào. Dạ, ngũ hành tương sinh là kim thủy mộc hỏa thổ, giống như là kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Đó thì ngũ hành tương sinh thì mình đeo nó trầm hương thì nó mang đến sức khỏe và may mắn rồi. Nhưng mà nếu mà nó có thêm những cái màu đá để cho thêm những cái design nó đẹp hơn, thì mình chọn cái màu đá để nó phù hợp với cái mệnh của mình, thì mọi việc gia chủ nó sẽ hanh thông hơn. Còn những cái mặt hàng dưới đây thì cũng là những mặt hàng quý, là dành cho vòng đeo tay. Dạ, đây là những cái vòng này thì có những cái trầm hương này là những cái trầm núi rừng mộc tự nhiên, nhưng mà nó cũng có nhiều loại khác nhau. Đây là những cái trầm núi rừng mộc tự nhiên, và cái tùy theo cái size hạt này. Dạ, và cái vân dầu nó là giống như anh Khánh Hoàng nhìn thấy cái vân dầu của nó rất là đẹp. Dạ. Đó. Wow. Và khi để trong hộp lâu vậy đó, Khánh Hoàng hửi nghe mùi đã không? Mùi rất là thơm. Dạ, mùi đã. Chúng tôi xin lặp lại một lần nữa, quý vị nào có trầm đang sở hữu trầm thật thì quý vị nên có một cái hộp để đúng mình rồi. Giữ cái mùi trầm, sau khi mình đeo một ngày về đó thì mình tháo ra, mình bỏ vô cái hộp để cho nó toát cái mùi trầm ra. Dạ đúng rồi, cho nó giữ cái mùi lại, giữ cái mùi, nó giữ cái mùi trầm lại. Dạ, mình đeo thì nó ma sát vào cổ tay để nó tạo được cái độ ma sát, thì nó sẽ tứa những cái dầu trong cái hạt trầm ra, nó tạo mùi. Còn nếu mình không đeo thì mình phải bỏ vô cái hộp để mình bảo quản, chứ mình đừng có treo cái khơi, bỏ cái khơi ngoài giống như Hương Nguyễn là nó sẽ mất mùi. Nhưng trầm hương thiệt 100% nó không bao giờ nó mất mùi luôn hết á. Nếu quý vị nào đeo mà mình mồ hôi muối á, mình cảm thấy cái độ mùi nó bị giảm á, mình cứ bỏ vô hũ, mình đậy kín lại khoảng chừng 2-3 tuần lễ, mình lấy ra lại là cái mùi nó sẽ tạo trở lại. Và cái nhất nữa là mùa hè thì nó tạo cái mùi trầm tốt hơn là mùa đông. Một cái mặt hàng cũng khá quen thuộc và chúng tôi hay nói đến mà rất nhiều người mua bởi vì nó rẻ mà nó rất cần thiết. Đó là những cái lư trầm cho chúng ta đốt những miếng trầm hay là bột trầm đó quý vị. Thì chúng ta cần những cái lư này. Và cái lư này thì bằng gỗ, cái nắp bằng đồng, để mà mình bỏ những cái bột trầm vào đây, mình xong mình đốt giống như vỏ trầm, miếng đốt hay là nụ trầm mình bỏ vào đây mình sử dụng cũng được luôn. Dạ, cái này là cái lư này thì nó bằng gỗ, cái nắp thì bằng đồng. Còn bên anh Khánh Hoàng đang cầm thì nó bằng đồng luôn. Dạ, cái này đẹp quá. Dạ, cái đó là mình xài hoài luôn á. Khi nào mà mình hư cái miếng chống cháy bên đây nè, là công ty Trầm Hương Nguyễn đều tặng miễn phí cái miếng chống cháy này. Cho nên là mình mua một cái hộp vậy là mình xài hoài luôn á. Dạ. Đây, chúng tôi có rất là nhiều mẫu mã khác nhau. Từ loại bằng gỗ tới loại bằng đồng, đúng không? Dạ. Chạm và đồng. Cái này á, là và cái bằng đồng này á, là ở thị trường là không có bán luôn. Do là cũng là một cái người quen với chị của em là sản xuất ra cái đồng này ở Việt Nam. Dạ, là sản xuất ra nhưng không có bán lẻ ra thị trường bên ngoài. Không bán lẻ thị trường bên ngoài. Dạ. Cho nên quý vị muốn có những cái lư trầm mà giá trị đẹp, độc đáo thì quý vị hãy đến công ty Trầm Hương Nguyễn, và đặc biệt trong cái dịp mà từ 20 tháng 11 đến 20 tháng 12 để được chương trình 20% tri ân khách hàng. Dạ. Và một năm thì công ty Trầm Hương Nguyễn đều có tri ân khách hàng vào cuối năm. Mỗi một năm chỉ có một tháng duy nhất thôi nha cả nhà mình nha. Là 20% cho tất cả những sản phẩm nhang trầm, bột trầm, nụ trầm và những cái sản phẩm về trang sức trầm hương. Còn ngoài ra ai mà quảng cáo mà lấy hình ảnh của công ty Trầm Hương Nguyễn cũng giống như là đại sứ thương hiệu của công ty Trầm Hương Nguyễn là nam ca sĩ Đan Nguyên. Vì nam ca sĩ Đan Nguyên chỉ đại diện độc quyền duy nhất cho công ty Trầm Hương Nguyễn, không có quảng cáo cho bất cứ những cái sản phẩm trầm khác hay là những cái jewelry khác.
nên là có rất nhiều người đã lấy hình ảnh của nam ca sĩ Đan Nguyên giống như là lấy hình ảnh của Hương Nguyễn để mà quảng cáo là Trầm Hương mà 1 tặng 1 giảm 50% rồi, là hoàn toàn là giả mạo hết nha cả nhà mình. Vì Trầm Hương núi rừng mọc tự nhiên là những cái sản phẩm cực kỳ quý hiếm, và những phu đi điệu trầm vào những rừng sâu rừng xa để điệu những cái lõi trầm ở thân cây gió bầu nó tạo thành. Và đến những cái tay nghệ nhân của công ty Trầm Hương Nguyễn gia công thành phẩm như thế này á, thì 1 ký phôi hàng thô thì nó phải dụng hết 70%, nó chỉ còn 30% hàng thành phẩm thôi, cho nên là nó sẽ không có nhiều đến mức độ mà để giảm 50% hay là 1 tặng 1. Cho nên là khi mà thấy công ty Trầm Hương Nguyễn mà để giảm 50% 1 tặng 1 là cả nhà mình suy nghĩ lại nha, đó không phải là của công ty Trầm Hương Nguyễn và họ chỉ là lừa khách hàng thôi. Và sẵn trên đây thì Hương Nguyễn cũng có nói đi nói lại rất là nhiều, vì có rất nhiều người đã bị lừa tưởng đâu là hàng đó của công ty Trầm Hương Nguyễn, nhưng mà không phải nha cả nhà mình. Và bằng cách duy nhất quý vị có thể mua trầm thật, mua đúng hàng, đúng hiệu, thì quý vị hãy đến ngay với công ty Trầm Hương Nguyễn, địa chỉ là 146 trong khu thương xá Phú Lộc Thọ, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp cho Hương Nguyễn, chủ nhân của công ty Trầm Hương Nguyễn. Cái số điện thoại rất là quen thuộc đó là 714-588-9989. Kính thưa quý vị, Khánh Hoàng và Hương Nguyễn vừa mời quý vị tham quan một vòng công ty Trầm Hương Nguyễn ở tại thương xá Phú Lộc Thọ. Mong rằng tất cả quý vị khán giả có thể tận mắt chứng kiến những món hàng trầm thực ở tại công ty Trầm Hương Nguyễn nhân dịp tri ân khách hàng vào ngày 20 tháng 11 và ngày 20 tháng 12, 20% cho các khách hàng đặc biệt. Dạ, đây là những cái thời điểm tốt nhất để tất cả anh chị em cô chú và bạn bè mình có thể mua tặng cho bạn bè người thân với những mẫu trang sức trầm thật mang đến giá trị thật và sức khỏe thật, trầm thật 100% đến với ngay công ty Trầm Hương Nguyễn nằm tại miền Nam Cali trong khu thương xá Phước Lộc Thọ. Và để kết thúc chương trình của công ty Trầm Hương Nguyễn, vẫn với câu slogan quen thuộc của công ty Trầm Hương Nguyễn, đó là Trầm Hương Nguyễn, sức khỏe, may mắn và đẳng cấp của bạn.